Dạ, con kính thưa bác, con tên là Trương Thị Ngọc Sương, cư ngụ ở Bình Hưng, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Con là người đang tìm hiểu đạo Phật, khoa học vật lý thiền tông Việt Nam. Hôm nay con đến đây nhờ bác giải đáp giùm con một số câu hỏi ạ. Rồi, con hỏi đi. Dạ, thưa bác, có thể giải thích thêm một lần nữa giúp con tại sao người văn minh không cầu, không cúng, không lại thưa bác? Người văn minh người ta hiểu thế giới này, thế giới nhân quả vật lý này nè, là nơi ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ súc sanh địa ngục. Thành ra người ta biết, người ta học cầu cúng gì thôi. Hồi xưa người ta không biết, người ta tưởng thánh là ông nào á, bây giờ ta biết là thánh rồi. Thôi hỏi ông thánh giờ ông còn thua tôi, tư cách ông còn thua tôi, nói thiệt không biết. Vì thế mà con người không cầu cúng thánh là vậy, người ta hiểu rồi, ta lật tẩy được rồi, thấy không? Hồi xưa không lật tẩy được mấy ông thánh, bây giờ lật tẩy được rồi thì là người không xài nữa, không làm cái này nữa. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ hai. Thưa bác, đạo Phật thiền tông tu là để giải thoát, cớ sao người tu mà còn lại đi ăn cắp của người khác, thưa bác? Bởi vì cái người tu thiền tông này, nó vô thiền tông nó có mấy cái dạng người. Một dạng để làm gián điệp và một dạng để đi cướp người ta. Một dạng thứ ba đó, thật tình vô để tìm hiểu sự thật. Nó có ba cái dạng người. Vì thế mà cái dạng người nào ăn cướp người ta là vô đây nó học hỏi rồi ăn cắp ta. Ví dụ gọi là, ở đây gọi là mấy người đó gọi là ăn cắp nghề đó. Thấy không? Nhưng mà nghề ta dạy gì ta dạy hết ta tao. Giống như con mấy ông thầy mà dạy võ, có khi nào ông dạy hết võ không? Không, hoàn toàn. Những cái võ bí hiểm ông giữ lại. Để ông hạ mấy cái thằng để mấy thằng học trò phản phản thầy. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, để người tu thiền tông mà không ăn cướp người khác thì mình phải làm sao thưa bác? Bây giờ con suy nghĩ cái tánh người ta ăn cướp rồi đời con sẽ làm sao? Ta cái tánh nó vậy. Non sông dễ đổi mà tánh người khó dời. Nó tánh ăn cướp, tôi kể đó. Nhưng mà nó có một cái điều là khi nó trả nhân quả nó sợ. Khi nó tới rồi, ở ngoài con hùng hổ dữ lắm ha, mà khi mà vô khám rồi đó con hiền giống như công tử, hiền như giờ mấy ông thầy tu, phải không? Ở ngoài dữ lắm mà, thì chỉ có chỗ đó nó mới trị mấy ăn cướp này được thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, có nhiều người nói khoa học càng tiến, tôn giáo càng lùi. Ý nghĩa là sao vậy bác? Khoa học càng tiến là khoa học nó nói rõ bằng sự thật những cái vật hữu hình vô hình ở trái đất này. Thì còn tôn giáo là gì? Là chỉ tin tưởng mù quáng thôi. Bây giờ nó tin mà người ta giải mã được hết thì người ta không còn tin nữa. Thì tôn giáo phải lùi chứ giờ sao giờ? Giờ con suy nghĩ hồi xưa con nói mà người ta tin rồi bây giờ người ta hiểu rồi tôi nói con nói rồi có ai tin con nữa không? Hoàn toàn không ai tin nữa. Thì gọi là tôn giáo càng lùi. Con nói tao không tin thì tao không tới thì dần dần con phải bỏ thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, người tu thiền tông có thay đổi tuổi thọ của mình được không, thưa bác? Nếu mà tu chân chánh thay đổi được với điều kiện, ví dụ tuổi thọ còn 70 tuổi con mất, mà thực thi nhân quả là ai? Là thần thấy con mà tu kêu bằng trung, kêu bằng cố gắng tạo công đức về Phật giới mà con cột tung sáng, ông thần không thực thi cho con ở lại để gì, tiếp tiếp để mà con tạo công đức này tuổi thọ được duy nhất, còn tạo phước đức không được à, mà tạo ác đức cũng không được, mà tạo ác đức thì tuổi thọ nó xuống, mà tuổi phước đức thì tuổi thọ nó đứng, còn tạo công đức tuổi thọ nó lên. Mấy thực thi nhân quả này là ai? Là ông thần. Ông thấy con tốt thôi, bây giờ tốt quá thôi ta cho nó tạo cũng rất nhiều để nó về mấy kỳ này, nó về chứ đâu phải ở đây đâu mà thực thi nhân quả, thì cho nó tạo càng nhiều càng tốt. Chính những người mà tạo công đức nhiều mấy ông thần ông nể lắm, ông giúp đỡ mình luôn á, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi tiếp ạ. Thưa bác, người triệt khóa hay tham gia khóa hại hay cướp thiền tông, tuổi thọ của họ có giảm không thưa bác? Giảm chứ, tuổi thọ rất giảm. Ví dụ con người bình thường mà 80 tuổi mà chết mà có lo làm này, cái chuyện 50-60 tuổi cũng mất rồi. Nó không, cái tuổi thọ này nó giảm là nó do mấy ông thánh phụ giúp á, phụ giúp.
nó có, nếu mà ăn cắp cái thiền tông này nó có hai cái mạch là ông thần Kim Cang đập, thứ hai nữa là mấy cái ông thánh mà gọi là lang thang, ông thánh mà ông cũng không chịu. Nếu mà ăn cắp cái gì được, nhưng mà ăn cắp cái thiền tông ông thánh lang thang không chịu. Đây là cái quy luật nhân quả của nó, ông không chịu. Ông thấy mày ăn cắp thì xấu, tao xấu mà mày còn xấu hơn tao nữa, thì đập cho mày chết luôn á, phải không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, pháp môn thiền tông ra đời để chuẩn hóa lại đạo Phật, không còn mê tín. Vậy những người mê tín họ tìm cách diệt phá pháp môn thiền tông này, họ có dẹp được không thưa bác? Cái thiền tông này nó thiệt còn á, sống là theo cái thời kia bằng vô cái luật pháp. Nếu mà thiền tông mà, bởi vì tại sao thiền tông vừa công bố ra thì luật tự do tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực sau 6 tháng. Ở, 2010, tháng 5, 17 và 1, tháng 1, 18 có hiệu lực. Là nhờ cái luật pháp yểm trợ thiền tông. Còn nếu không có cái luật pháp này thì thiền tông không thể sống nổi. Thấy không? Giống như bão lớn nhưng mà nhờ có cái sức che bão. Còn nếu không có sức che bão thì thôi, tôi dập cái thiền tông 5 phút sau chết luôn. Dạ, con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, khi bác nhìn thấy người tu, bác biết người đó tu có giải thoát không, thưa bác? Giờ con bình thường con cũng biết chứ đừng nói bác. Có nghĩa là tu giải thoát là tu thiền tông, mà trật chữ thiền tông. Mà tu thiền tông á, tu thiền tông mà chỉ có 5% về thôi, con suy nghĩ làm sao? Thì cái đạo kia là sao? Tu đó, đạo kia là tu, làm sao giải thoát? Tu hưởng phước. Tất cả các đạo ở trái đất này gọi là tu hưởng phước. Con bình thường, nếu mà con vô thiền tông, con bình thường con cũng biết rồi. Con căn cứ vô này, thiền tông mà còn có 5% mà thiền ấy, chứ không phải là người tu không. Người tu giờ biết bao nhiêu. Mà đạt đến cái thiền tông rồi thì mà truyền thiền mà chỉ có 5% thôi. Để con suy nghĩ sao? Con cũng biết chứ đừng có nói chỉ với người ta có công ta phổ biến cái này ra. Ta còn biết nhiều hơn nhưng mà ta không nói thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, người tu mà muốn bắt kịp thời đại văn minh nguyên tử 4.0 thì người này phải học hỏi như thế nào, thưa bác? Thì phải bằng cái trí tuệ khoa học vật lý. Tất cả người muốn tu mà bắt kịp cái thời văn minh phải có là trí tuệ khoa học vật lý thì mới kịp được. Còn bằng không, tuột hậu liền. À, khu đó chạy sẽ đích người ta luôn á. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, kiến thức của người khoa học là sao thưa bác? Kiến thức người khoa học là người ta nhìn thấy, ta phân tích được bằng khoa học thực tế. Có nghĩa là con nhìn thấy bằng khoa học thực tế mà thuận lý thì gọi là kiến thức người khoa học. Còn kiến thức người mê tín đụng đầu tin đó, cái gì cũng ok hết, thì chết rồi. Gọi là kiến thức của người mê tín. Còn kiến thức người khoa học thì cái gì phải rõ ràng và phân tích được bằng thực tế, gọi là kiến thức người khoa học. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, người tu theo đạo nào đó mà muốn tu cho thật đúng của đạo đó thì người này phải tìm hiểu như thế nào, thưa bác? Đạo nào cũng vậy, muốn tu đạo nào cũng phải tìm giáo lý người ta đọc. Đây là cái giáo lý, là cái căn bản của cái đạo, phải không? Giống như con vô trường học là coi gì, con vô con học thì con họ coi cái chương trình dạy người ta là dạy cái gì, dạy chương trình dạy con thấy đúng thì con thích tu. Vô đạo nào gì vô coi cái quyển giáo lý người ta dạy cái gì, thấy hợp con mới tu, hợp mà đúng với thực tế khoa học thì con theo, có vậy thôi. Chứ đừng có cúi đầu vô mà đụng đầu trên đó không được. Nhớ là đụng đầu tin đó đừng có làm. Cái là thời kỳ của thời đầu đồng rồi. Thời nguyên tử 4.0 này thì cái gì cũng bằng thực tế và khoa học hết. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, dạ thưa bác, tại sao ở trái đất này lại có nhiều đạo như thế vậy bác? Bây giờ con suy nghĩ là con có cái tưởng, nếu mà con không có đạo đi, nhưng mà con tưởng ở trái đất này sao? 84.000 cái tưởng luôn. Nên sao? Thành ra mà căn bản á, thì bây giờ con tưởng trên trời thì ông,
sao ông này ông lập cái đạo trời cho cô tưởng. Ông tưởng, con tưởng trái đất thì lập cái đạo trái đất. Con tưởng với âm phủ thì lập cái đạo với âm phủ cho con tu. Thấy không? Đạo, các đạo trên đây gọi là đáp ứng cho cái tưởng con người. Vì thế mà ta bảo là 84.000 pháp môn này là 84.000 cái tưởng chứ không phải là cái pháp môn. 10 pháp môn kiếm không ra là 84.000 là đáp ứng cho cái tưởng con người. Thấy không? Con phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, người tu theo đạo Phật mà muốn không bị sai thì phải tu như thế nào, thưa bác? Đạo Phật thì 6 pháp môn. Con muốn tu tiểu thừa thì tìm giáo lý tiểu thừa. Trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, thiền tông. Muốn tu cái nào tìm quyển giáo lý đó mà tu thì không sai. Còn nếu mà tu mà cái tu tưởng thì thôi, chắc chắn 100% là sai. Tưởng không khi nào đúng được hết. Thấy không? Vì thế mà tu bất cứ đạo Phật hay đạo nào vậy, con phải học được cái giáo lý người ta thì con mới tu được. Còn tu mà nghe ai nói gì tin nấy thì chết rồi, là gọi là tu tưởng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, tại sao Đức Phật lập ra đạo mà dạy đến 6 pháp môn tu thưa bác? Đức Phật là một vị toàn năng toàn giác, đáp ứng cho 5 cái thành phần thời độ đồng, và đáp ứng một thành phần thời nguyên tử. Đồ đồng 5 pháp môn đáp ứng cho 5 người thời đồ đồng tu có chứng có đắc. Thời nguyên tử không chứng đắc gì hết đó, tu về Phật giới dạy bằng công thức khoa học triết lý về. Vì thế Đức Phật mới lập ra tới 6 pháp môn là vậy. Nhưng mà nó chia ra làm 2 thời kỳ: thời kỳ thượng pháp và thời kỳ mạt thượng pháp. Mạt thượng pháp là thiền tông, còn thượng pháp thời của ổng dạy, trung pháp dạy theo kinh của ổng, mà mạt thượng pháp dạy theo giáo lý khoa học. Đó, vì người ta toàn năng toàn giác ta mới hiểu được cái này, ta mới dạy, ta phân tích được 2 cái phần này. Thấy không? Chứ còn nếu mà ổng không có toàn năng toàn giác thì chắc là ổng cứ dạy giống như ông thánh thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, xin bác giải thích cho con danh từ Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam ý nghĩa như thế nào thưa bác? Giờ chữ Đạo Phật là trùm khắp, là cái đạo trùm khắp. Khoa học là cái gì cũng giải thích được hết, tỉ mỉ bằng khoa học, bằng thực tế khoa học. Vật lý là nó cứu hút theo thế giới vật lý âm dương. Thế giới này chưa ai hiểu cái thế giới vật lý âm dương là cái gì, duy nhất chỉ có Đạo Phật Thiền Tông nó mới nói cái này thôi. Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông. Thiền Tông là cái thiền này, nó đi theo cái tông dòng của nó, chứ nó không phải, tuy là dạy cách đây mấy ngàn năm mà sau này mấy ngàn năm mới được công bố ra, gọi là cái Thiền Tông. Cái thiền đi theo cái tông, cái dòng của nó gọi là Thiền Tông. Rồi có hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu cuối ạ. Thưa bác, tại sao hiện nay nhiều thầy tu theo đạo Phật mà lại không biết cốt tủy của đạo Phật là giải thoát, thưa bác? Bây giờ con suy nghĩ cho mấy người tu theo đạo Phật, hỏi ông tu cái gì? Ông tu cúng chứ có ông nào tu giải thoát đâu. Vì ông không tu giải thoát. Nhưng mà ở đây thì có, tôi thấy trên mạng có nhiều cái chỗ nó tu giải thoát, con tiến mấy chỗ đó ra mới biết thôi. Người nào mà có để chữ tu giải thoát là chỗ đó dạy. Còn mấy ông tu mà tôi cúng không làm sao gì biết giải thoát được. Thời này muốn tu theo đạo Phật phải tu, phải cập nhật từng thông tin. Bây giờ ông Phật dạy cái nào, chỗ nào dạy cái gì, chỗ nào dạy cái gì thì phải đến cho nó học. Rồi đến cho nó học rồi xong rồi về dạy cho người ta thì mới biết. Còn giờ ông tu, ông không cập nhật kiến thức của ông, cứ cúng thôi, mấy ngàn năm trước cúng, bây giờ cũng cúng vậy thì thôi. Thì làm sao biết chữ giải thoát được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hết câu hỏi. Dạ con cảm ơn bác đã giải đáp giúp con những cái thắc mắc. Dạ cảm ơn bác rất nhiều ạ. Rồi cảm ơn con hỏi.